Wow, sáng rồi nè. Ok, hôm nay không biết mèo làm gì nữa. Mèo ơi. Ủa mèo đâu rồi ta? Ủa chị Panda không có nhà luôn. Hôm nay mèo chị Panda đâu mất tiêu rồi mọi người ơi. Thôi kệ, không sao. Hôm nay Red Hood sẽ chơi một mình. Ở trong nhà mèo đi, mèo không nấu ăn gì hết, mèo để là cho mình có mấy miếng thịt. Mèo lấy hết táo vàng, ngay lấy hết thịt rồi mấy bạn ơi. Hên quá, trời là cho mình mấy món đồ này, kiếm sắt đồ nè. Trời ơi, thôi kệ, hôm nay không có mèo nhà, thôi mình đi mai đi mọi người ơi. Bận đồ đồ vô. Đồ ngon mấy bạn ơi. Đây có ba cái đầu lâu bộ xương nữa, đừng để làm được cái gì ta. Ba đầu lâu này đổi đầu được không? Đổi đầu được nè. Wow, mấy bạn thấy đầu lâu bộ xương nó có cái skin của mình trên đó không? Có miếng tóc của mình lên đó đó. Ok, gỡ xuống đi thì gớm quá. Mình đổi nón sắt lên cho đẹp trai mấy bạn ơi. Ok, hôm nay Red Hood sẽ đi mai, để bụng ăn miếng thịt cái đã. Không ăn thịt là một hồi là chết đói là không có mai được luôn á. Ok, để hôm nay mình vừa vô mình gặp thang là mình thấy ngày hôm nay may mắn nè mọi người. Ủa, mũi tên. Ồ, shit, có skeleton. Ai? Nó đứng lên đó. Ồ, mày dám bắn tao hả? Mày dám bắn tao hả? Ấy tao đi mình mày bắn tao hả? Mày bắn tao hả? Rồi nó chết ngắt mày bạn ơi. Nó chết cái nó để là cái xác của nó thì gớm không đó. Ui, mày chồng chết mày vừa. Ok, kệ tụi nó đi. Bây giờ mình kiếm cái chỗ nào mình có ui creeper không được không được. Có kim cương rồi mình mai mọi người ơi. Đây đây, để tao đập tụi mày. Tao đập tụi mày nè. Ui, con creeper creeper. Oh shit. Vô đây creeper, vô đây. Vô đây. Mày nổ. Ui, nó nổ bạn ơi. Nguy hiểm quá. Kệ nó banh con này luôn. Ui, ơi. Nó ném chết. Oh shit, mấy con này mạnh quá. Không được, không được, không được. Mình đi mai có một mình, mấy con này thấy mình đi có một mình tụi nó ăn hiếp mình đó ạ. Bạn thấy không? Hôm nay mình hút đi có một mình mấy cái con này nó ăn hiếp hút nè. Bình thường đi có mèo chị Panda thì mọi người hỗ trợ mình chứ nay mình đi có một mình nè. Nên mấy con này thừa cơ nó ăn hiếp mình nè. Thôi kệ nó đi. Mình đi mai sắt cho mấy bạn ơi. Ui ui đào đào sắt mà. Ôi. Ai? Ripper ripper ripper. Oh shit. Trời ơi nó nổ, nguy hiểm quá. Ôi ném chết mình luôn bạn ơi. Thôi kệ, mình đi mai đi. Ủa cái gì đây? Wow. Ủa cái gì đây? Một cái hang kim cương hả? Wow, có đuốc nữa nè. Ủa cái chỗ này có người ở mấy bạn ơi. Bạn thấy không, chỗ này hình như là cái đường nè. Wow, cái gì vậy? Cái chỗ này chỗ có người ở. Ủa, ở chỗ này là chỗ nào vậy mọi người? Mọi người biết chỗ này là chỗ nào không? Wow, gì lạ thiệt nha. Ủa, cái cửa này nó hơi kỳ kỳ nha. Cái chỗ này nè mấy bạn ơi, nó hơi kỳ kỳ nè. Đó, bạn thấy không, tự nhiên miếng đá này nó sáng hơn miếng đá bình thường ta. Để mình đặt cái đuốc thôi coi. Ủa, mới mở cửa luôn. Wow, một cánh cửa bằng kim cương. Wow, kỳ lạ. Ủa sao lên đây nó mở cửa ta? Nè, các bạn thấy không? Đứng đứng lên miếng này là nó mở cửa. Thử đây. Ôi, quăng miếng thịt lên nó cũng mở cửa đấy bạn ơi. Cái này là một cái cửa kim cương các bạn ơi. Cái cửa kim cương này, cửa kim cương thông minh là để hút nghiên cứu thôi coi. Wow, hút cái kim cương rồi nè. Ghê thiệt, nhưng mà đây cái cửa kim cương thông minh. À, chỉ cần đứng đây thôi là kim cương sẽ tự động mở cửa ra. Ở đây có cái tầng hầm nè. Không biết mình có nên xuống không mọi người. Để trước khi xuống mình ăn táo vàng đi, lỡ biết đâu mình vô dầm nhà của một bà rồ á, nó có ra nó bê với mình thì mình ủi lộn lại với nó mấy bạn ơi. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi xuống đây. Wow. Cái gì đây? Một bộ giáp kim cương, một cái váy kim cương. Wow, bộ đồ kim cương này là của nữ bà rồ mấy bạn ơi. Nè bạn thấy không? Nữ bà rồ này có nón kim cương nè, với váy kim cương nè, với giáp kim cương. Còn cái này là của nam bà rồ. Nam bà rồ thì có giáp bà rồ bình thường, giống như hút là hút đang bằng giáp sắt. Wow, các bạn thấy gì không? Wow, một cái bàn máy tính tuyệt vời luôn, bự thiệt. Wow, quá trời nút luôn. Wow, cái bàn máy tính này không biết của ai mà. Ôi, ồ xịt, ai sau lưng mình vậy ta? Ai sau lưng mình vậy? Ồ xịt, thằng bà rồ đang ngủ. Ủa, nó cầm cái kiếm kim cương gì mấy bạn ơi? Kiếm kim cương này chắc xịn hơn kiếm kim cương của mình nữa nè. Ủa mà mình có kiếm kim cương đâu, mình đang xài kiếm sắt mà. Ồ xịt, thằng bà rồ này nó ghê lắm nghe, nó đang nằm ngủ. Ok, không sao sao, lại mình nghịch máy tính của nó chứ. Nghịch 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 nghịch. Ủa cái này có gì đâu chơi ta? Không có gì hết trơn hả? Mà sao nó có cái máy tính bự như vậy? Cái máy tính này chắc cả tỷ đồng các bạn ơi. Đó bạn thấy không? Máy tính quá là xịn luôn nè. Ồ quá là nút luôn, có nút cách này, nút gì, nút này tè le hết. Còn cái ghế của nó bạn để thấy không? Nhảy lên á mình xoay vòng vòng là cái ghế nó xoay vòng vòng theo mình luôn các bạn thấy không? Cái ghế này là ghế xoay 360 độ. Chỉ có mấy người mà có tiền với VIP VIP người ta mới xài các bạn thấy không? Chứ như hút là nhà hút nghèo tới mức không có cái ghế luôn á. Trời ơi, cái ghê quá. Còn máy tính của bà rồ không biết mình đặt mình đem về được không ta? Phá rồi. Phá, lấy cái ghế về được. Ôi, chơm được cái ghế của nó nè. Ok. Chơm luôn cái máy tính của nó luôn mấy bạn ơi. Ồ, chơm được luôn cái máy tính của nó luôn. Wow, đã quá. Ủa cái gì đây? Ủa dây điện nối vô máy tính của nó hả? Ok, để cắm cắm máy tính lại coi. Đó, máy tính nó để đây, vậy là chắc là này là dây điện cắm vô máy tính của nó này mấy bạn ơi. Nó dây điện đang cháy luôn nè. Đó mấy bạn thấy không? Ủa này cái cửa hả? Wow, cái này là cái gì đây? Rồi, nó chạy máy tính của nó bằng cái khối redstone mấy bạn ơi. Còn này nó đang cắm vô đâu vậy? Ủa trong đó là nó nghiên cứu lava cái gì kìa. Wow, ghê quá. Thì ra là cái dàn máy tính của nó cắm vô cái ổ điện lava này nè. Hèn gì máy tính nó bự dữ vậy ta. Còn cái này là cái chỗ gì? Để đặt cái ghế ra đây coi. Cái này là cái chỗ gì đây ta? Cái này là cái chỗ nghiên cứu. À, rồi. Nghiên cứu cái gì đây? Nghiên cứu cái ánh mặt trời gì hả? Để nghiên cứu thử coi. Rồi, trong đây mở ra có cái bình chế tạo kim cương 1000% mọi người ơi. Rồi, bình chế tạo kim cương 1000% hả? Là sao ta? Hèn gì?
chắc là do nó chế tạo được mình chế tạo kim cương nè, nó mới giàu vậy nè mấy bạn ơi. Ở nhà của nó là toàn là kim cương không nè nè mấy bạn thấy không? Đó, cái này là khối kim cương xả ra là được 27 kim cương luôn nè mấy bạn thấy không? Nó ghê thiệt chứ. Thằng gì thằng bà rồ này nó có cái bình chế tạo kim cương nên nó mới chế tạo được nhiều kim cương quá mấy bạn ha. Trời ơi thằng này nó ghê quá mấy bạn ơi. Thử hút cầm cái bình chế tạo kim cương này về hút xài thử coi được mấy bạn. Trời ơi rồi ok mình cầm cái bình này về mình xài thử cái nè. Ôi chết cái cửa nó kẹt. Ê, bà rồ nó tỉnh dậy rồi. Holy shit, quấn lộn không? Mày quấn lộn tao hả? Ok, mày quấn lộn. Rồi, nó rồi. Nó chạy đâu rồi? Bà rồ nó đi biến đâu mất tiêu rồi mấy bạn ơi. Ok, thôi kệ nó đi, mình chạy bạn ơi. Chắc nó té đâu rồi. Mình chạy lẹ. Rồi, mình cầm cái bình chế tạo kim cương 1000% này về thử coi. Trời ơi trời, mày tránh ra cái con Enderman này mày tránh ra. Trời ơi, chạy về lẹ không mà bà rồ nó rượt theo đường nào về nhà. Đây đường về nhà đây rồi mấy bạn ơi. Đó, cuối cùng cũng về tới nhà rồi. Trời ơi, về tới nhà rồi bà con ơi. Nhưng mà không biết thằng bà rồ á, nãy mình quánh nó bay đâu rồi. Mấy bạn nào thấy comment cho mình biết nha. Nhưng mà nãy giờ mình lấy được cái bình chế tạo kim cương 1000% của nó ra được 27 khối gì. Mình lượm được hai mấy khối kim cương của nó nữa. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái bình chế tạo kim cương này thử coi. Không biết cái bình chế tạo kim cương này làm gì ta. Chắc mình để cục quặng sắt này lên đây á. Là cái cục quặng sắt này nó sẽ thành kim cương đúng không ta. Thử coi ta, bình chế tạo kim cương thì nhất định là nó phải là như vậy rồi. Ôi, cái này nó thành kim cương này, hai cái thành kim cương luôn. Wow, rồi mình để cái gì lên là cái đó thành kim cương hả? Thử để cục này lên coi. Không thành kim cương các bạn ơi. Vậy là mình để cái gì lên là cái đó thành kim cương á. Không những cái bình này ghê quá hả? Cái này bình này mình để cái gì lên là thành kim cương á. Thử rồi mình để tiếp 4 cục này coi các bạn ơi. Coi nó thành kim cương không ta. Đây mình để lên ha. Wow, đó nó thành kim cương luôn các bạn thấy không? Đó, Hút đã nói rồi nè, cái bình này là cái bình chế tạo kim cương á, mình làm gì nó cũng thành kim cương các bạn ơi. Ok, mình gom cái này kim cương này vô mình xài đi. Đó, rồi mình đặt kim cương vô nhẹ nhàng luôn. Đó, thấy không? Kim cương này nó, mình có quá trời kim cương rồi. Bây giờ mình thử á, mình cầm cái bình chế tạo kim cương này mình chạy qua nhà chị Banda, mình biến nguyên căn nhà của bà Banda thành kim cương thử rồi sao ta? Chắc vui lắm ha mọi người. Ok, chạy qua biến nhà chị Banda thành kim cương nè. Woo, trèo lên nhà chị Banda rồi. Bà con, bây giờ Hút sẽ thử biến cái nhà của chị Banda thành kim cương nha. Mọi người nhớ nhấn like cho Hút nha. Rồi bây giờ Hút sẽ làm nè. Úp. Đó, thành kim cương nè, nó thành kim cương. Nhảy xuống coi mấy bạn ơi. Coi nhà chị Banda có thành kim cương không ha? Nó nóc nhà thành kim cương từ rồi mấy bạn thấy không? Đó, giờ nhà của chị Banda thành nhà kim cương nè, nó ghê chưa? Đó, quá ghê luôn mọi người ơi, cái nhà nó tự động thành kim cương luôn nè. Cái này là Hút không có làm gì luôn nha. Rồi, cửa sổ thành kim cương luôn. Ôi, vô trong nhà hết rồi. Rồi cái nhà, rồi thành kim cương thiệt hả thầy. Rồi, trong nhà nó thành kim cương hết luôn rồi. Wow, ghê thiệt, ở dưới đất thành kim cương luôn. Wow. Wow, đã quá mấy bạn ơi, trời có cách nào ngừng nó lại không? Trời đói bụng quá ăn lên cái đã. Trời ơi có cách nào ngừng nó lại không ta? Trời ơi cục đất mới để ra thành kim cương luôn. Ủa chết thành kim cương kiểu này rồi tới nhà mình luôn rồi sao ta? Nhà mình muốn có nhà chị Banda thôi. Chết bà con heo, coi chừng mày thành kim cương luôn đó. Rồi xong, mọi thứ thành kim cương hết rồi bà con ơi. Thằng bà rồ này có cái bình này nó bị khùng cái gì ta? Cái bình này chế tạo tất cả thành kim cương luôn rồi. Trời nè, kim cương hết luôn mấy bạn ơi. Nè, trời từ mọi thứ thành kim cương chết bà, nó lan qua nhà mình bà con, nó lan qua nhà mình rồi. Chết cỏ thành kim cương không ta, cỏ thành không? Trời cỏ mất tiêu chứ cỏ không có thành kim cương. Để cục đá lên, cục đá thành kim cương luôn. Oh shit, vậy là mọi thứ chuẩn bị thành kim cương hết luôn rồi hả? Trời Út đã phá hủy thế giới rồi hay sao vậy? Trời ơi trời, nhà thành kim cương, đất thành kim cương, cái cây cũng thành kim cương luôn. Trời cái cây cao nhất trong cái thế giới này chuẩn bị thành kim cương luôn các bạn ơi. Đó, phải không? Rồi, lava thành kim cương luôn. Từ giờ không sợ lava cháy nữa. Giờ chỉ có kim cương thôi. Rồi, tới lượt nhà mình luôn nè mấy bạn. Mấy bạn thấy không? Trời ơi, cái nhà nó bự vậy mà nó vẫn thành kim cương được luôn. Cửa sổ thành kim cương luôn nè nghe. Cái khối này thành kim cương luôn đó. Oh shit, cầu thang. Rồi luôn, cầu thang, tủ sắt. Oh shit, rồi, lỗng nhà luôn rồi. Nhưng mà cái đường hầm thành kim cương luôn rồi. Giờ cái gì cũng thành kim cương hết. Rồi, con zombie nó té dưới luôn. Cho mày thành kim cương luôn, chết bà, cửa ra của mình. Rồi xong, cái cửa của thành kim cương luôn rồi. Giờ Hút không biết phải đi đâu về đâu luôn, không biết phải nói sao với mèo luôn mọi người. Giờ mọi thứ trong đây nó thành kim cương hết rồi. Giờ tính sao đây? Trời, giờ mọi thứ luôn. Đó, giờ để Hút đào xuống thử cho mấy bạn xem nè, coi dưới có thành kim cương không ta. Trời ơi trời, kim cương luôn bà con ơi. Trời ơi, kim cương quá trời luôn. Trời ơi. Giờ thế giới cái gì cũng là kim cương hết rồi. Vậy là kim cương đâu có quý hiếm nữa đâu mọi người. Giờ là kim cương nó như là cây cỏ vậy đó. Bây giờ cái rừng nó cũng thành kim cương luôn rồi. Chết bà ông nguyên cái rừng đó. Rừng kim cương, nhà kim cương, làng kim cương, con zombie bằng áo giáp vàng. Oh shit, mày không liên quan gì hết. Nhưng mà mọi thứ thành kim cương luôn rồi. Chết bà rồi, chuẩn bị mấy cái nhà bên đó người ta lửa của mình cũng thành kim cương luôn là thấy bà luôn. Oh shit, giờ mình tính sao đây ta? Giờ mấy bạn ơi, giờ mấy bạn chỉ có Hút phải làm như thế nào đây chứ không mèo chị Panda về chắc lấy cây đập đầu Hút chết quá.
Tất cả là tại vì cái bình chế tạo kim cương của 1000% của thằng bro này mấy bạn. Nó biến mọi thứ thành kim cương hết trơn rồi. Đó giờ kìa. Ok, gốc cây nó thành kim cương luôn rồi đó. Nè mình lại gần cái nó thành kim cương này nha. Đó, rồi cái đầu con Ender Dragon nó thành kim cương luôn. Rồi con rồng Ender nó thành kim cương rồi bà con ơi. Chết cha, giờ đầu rồng Ender kim cương luôn hả? Oh shit, để chạy lại coi thử cái mấy bạn. Nè, chạy lại coi thử này nha. Nó thành kim cương luôn, đầu rồng Ender kim cương. Nhà kim cương, mọi thứ kim cương tràn xuống nước luôn không? Rồi, nước trở thành kim cương luôn. Rồi từ hôm nay là chúng ta sẽ chơi trong Minecraft thế giới kim cương hả trời. Tại sao vậy ta? Thằng bà rồ này nó có cái bình này là cái bình nguyền rủa chứ cái bình chế tạo kim cương cái gì. Rồi trời, mình lỡ đổ cái bình này xuống đất rồi mọi thứ nó thành kim cương luôn rồi. Răng con rồng cũng thành kim cương luôn rồi. Rồi coi trong nhà con rồng này còn đồ đường của mình trong đây không ta? Nè con nè. Rồi xong trong đó quá trời quá vật luôn các bạn ơi. Nhưng mà kệ nó đi, mọi thứ thành kim cương rồi. Thì mình không biết nên vui hay nên buồn nữa. Tự nhiên cái mình phá hoại cái thế giới này thành kim cương hết luôn rồi bà con ơi. Thì nếu bạn nào mà yêu thích thế giới kim cương mới của anh Redfoot thì mấy bạn hãy để lại cho anh Redfoot một like với một subscribe nha. Bây giờ thì anh phải không biết phải giải quyết làm sao với thế giới kim cương nữa rồi mấy bạn ơi. Thôi kệ bà đó đi. Bây giờ thì chúc mấy bạn có một ngày vui vẻ nha. Bye bye mọi người.